야, 다섯 마리. 다섯 개. 신작고조 신작가방자 안자지자니나 신작가빵이 신작가니 내 암 햄버거. ngồi sao nữa? Ngồi cái này cái gì đây? Gia chín, gia chín. Ngồi đây gì đây? Cần gia thị chín. Khoai tây chín. Khoai tây chín. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà yêu. Cả nhà ơi, hôm nay nhà mình ăn hamburger. Thèm muốn xỉu rồi đó. Thèm muốn xỉu luôn phải không? Bây giờ hôm nay ăn mình bận á cả nhà, rồi cái ăn muộn quá. Gọi cái này mình đi chạy mua cái này về ăn luôn. Bi đói quá trời đói luôn cả nhà. Rồi bây giờ ăn thôi. Ăn đi. Ừ. Mình mua 4 loại cả nhà. Thịt bò, hamburger thịt bò 1 tầng, 2 tầng. Đó, rồi cái này ngon. Cái này là cái kiểu là tôm. Ừ, tôm. Hamburger tôm cả nhà. À. Còn đây là các loại thịt bò, nhưng mà có phô mai với lại không có phô mai thôi cả nhà. Mình không có thích ăn phô mai tan chảy này. Cho nên là mình gọi cái loại này. Cái loại này là gọi bình thường đó cả nhà, không có không có phô mai ở trong, nó đơn giản. Đó, mẹ sẽ ăn cái này. Bi ăn cái nào? Ba Bi ăn cái bự này. Ăn hai tầng luôn. Cái này là gà chiên cả nhà. Con ăn gà chiên trước hả? Ờ, để mẹ xé gà chiên cho con nha. Ừ. Con ăn này cho nha mẹ. Rồi để mẹ xé gà chiên cho ăn nha. Cái gà chiên á, không có chỗ đây bán luôn cả nhà. Mình chưa có ăn thử lần nào, đi ăn thử coi nó có ngon không. Ừ. Cho tôi cái này ăn gà chiên mẹ. Cũng ngon, mà ăn thử coi. Con thử là ăn cái này nữa hả? Thử cho anh đệ. Cho đâu. Lần đầu tiên ăn. Sợ không ngon cả nhà. Mà ngon nè. Này con ăn đùa nha. Dạ. Ừ. Ừ. Ồ. Ăn cùng mình cả nhà ơi. Bi thích ăn gà. Ăn gà nhiều quá không tốt đâu. Để mẹ ăn cái hamburger này nha. Đau dữ lắm, lâu rồi mới ăn lại. Ngon. Ngon quá. Rồi cái quán này nó đông. Đợi biết bao lâu luôn cả nhà. Mở tiệm mà bán đông vậy chắc nhanh vào lắm nè. Đông nghẹt luôn. Người ta đến ăn cũng đông, mà gọi về á, gọi về cũng đông. Mà cái quán này á, cái cửa hàng này là đa số là người ta tự bấm tự động để gọi món cả nhà. Gọi món tự động đỡ tốn nhân viên. Ngon không? Dạ mẹ. Con thường ăn ở đây mẹ. Ừ, hôm nay Bi không có mời cô chú ăn cùng. À, con cô chú ơi. Con thích ăn cái nào? Con cái nào không có thích. Vậy chứ làm sao? Vậy là con ăn cái này đi. Nhưng mà con đâu có đâu. Con... À, gỡ ra cho con hả? Dạ. Gỡ gao hả? Con ăn gao luôn cái mới tốt. Vậy thôi gỡ gao cho Bi nha. Bi không có thích ăn gao này là sao đây? Trời đất ơi. Ok. Bi ơi. Bi nói tiếng gì? Nói ba đi, ba học. Vậy đó hả? Dạ ba nó không học ba. Nó không học được rồi. Vậy là mẹ nói tiếng gì? Tại vì... Ôi. Trời ơi. Trời ơi. Bi không có ăn, Bi ăn một lớp thôi. Cái này đưa cho ba ăn nha. Ôi, cái bánh này là hai lớp cả nhà mà có gheo sống. Con cái này
con làm cái này. Không không không, cái này kẹp lại ăn được Quy. Gớt gớt. Kẹp lại, kẹp lại. Ăn ra hết rồi. Cái hành tây này nó cay á, Quy không ăn được nè. À bây giờ mình kẹp lại, cái này kêu bánh mì kẹp thịt nè. Nè con, nè. Cảm ơn mẹ đi. Cảm ơn mẹ. Bị kêu nói tiếng Việt với ba cho ba học có cả nhà dễ sợ không? Ngon. Hả? Giờ tới ăn gà đi, mình thích ăn gà tiên. Con kêu ba chứ con nói mẹ gì? Con kêu ba là học tiếng tiếng Việt Nam. Kêu đi. Kêu liền đi. Appa. Appa phải sao mà con? Con nói tôi hay không? Appa. Học tiếng, tiếng Việt. Appa. Appa. Appa phải sao mà con? Đâu sẽ phê á? Ừ. Gà chiên này ngon quá. Oh, tát mà star. Wow. Một con gà nhỏ xíu vậy á mà 10.000 won cả nhà. 200.000 Việt nha. Còn cái hamburger nhỏ này á 5.000 mấy, hơn 100.000 cái nhỏ. Còn mà cái hai tầng á là mắc hơn. Cái mắc nhất là hơn 7.000. Cầm 150.000 cả nhà. Cái cửa hàng này là Lotteria, là ở bên Việt Nam mình có đó cả nhà. Bentang 시장 옆에 롯데리아 있어. 아 그래? 응. 그 광장 옆 쪽에. 밥이 제일 lắm luôn. 너 tiếng Việt. Yeah. Anh mình làm vậy chắc ba mình hết dám nói chuyện luôn. Ba mình để ý lắm cả nhà. Đi phớt ngang là ừ chỗ đó có gì không có gì. Nãy mua thật sự á, chưa có ăn gà ở đây lần nào á, cho nên là phân vân không biết là có ngon hay không, có biết không biết là có nên mua hay không, mà mua ăn thử là ok ngon. Ba bên với mình là có hai cái em ơi. Nước cốt. Uống nước cốt đi con. Uống khô lan tốt. Con nhưng mà con thèm ơi. Vậy cho uống miếng thôi. Uống miếng thôi. Ba Bi với mình là có hai cái điểm khác nhau là mình á, mình đến cái cửa hàng đó hoặc là cái quán đó, mình thấy đồ ăn ngon mình ăn hoài à. Còn Ba Bi á thì là khác. Ba Bi muốn khám phá, muốn đi chỗ khác, coi ăn ở chỗ khác coi như thế nào. Vậy đó, còn mình thì mình không thấy chỗ đó ngon mình ăn hoài, đi chỗ khác chi rồi lỡ chỗ khác nó không ngon rồi sao. Và Ba Bi thì khác. Bánh hai tầng luôn. Chưa xem. Đưa xem không? Được rồi cốc. À đưa cái tay hả? Dễ sợ. Ba không làm nhỉ. Ba Bi ăn gần 3 cái rồi. Ăn đi đừng giận. Mình Abby không nói chuyện tiếng Việt Nam gì hết á. Bi nói chuyện với cô chú đi. Ngon quá. Ngon quá. Vậy thôi hả? Còn sao nữa? Con thèm ăn con xíu luôn nè cô à. Con thèm ăn xíu luôn. Không nói chuyện nổi hả? Nít phái không? Gà chiên nè, rồi hamburger nè, rồi bánh mì kẹp thịt kiểu Hàn Quốc nè. Thêm mấy cái đó là nè. À, mì nữa, mì tương đen nữa. Mấy món đó. Còn hỏi ba ngon không? Ba bài xe á. Ừ. Sao nhân cái bài xe á? Ừ. Cô ghê rằng 야채의 양, 그것 빼고 맛은 똑같아.
근데 맛있어. 응. 어땠게? 너 좀 좀 이 배. 너 좀 좀 이 배. không nói chấm nha. Nói tiếng gì à? Bà ơi nói tiếng Việt. Mẹ nên nói bà nói tiếng Hàn Quốc nha. Ừ. Ngon không anh? Yeah. Dạ. Dạ. Rồi. Được chưa? Còn trên giữa mà cứ cứ nói chuyện cái nói tiếng Việt mất hứng thì chết hả? Sạch bây giờ người ở đâu vậy? Người Nhiên Nam. Tôi cái này mẹ ơi, cái này coi đây mẹ, cái này thịt gà mẹ coi mất băng là con làm à, làm gì nữa hả? Cái này giống như là thịt gà xay rồi chiên gắt cái bột phô mai cả nhà. Quay clip hả? Ừ. Con mắc ban cho cô chú coi kìa. Xin chào. Xin chào ai? Xin chào cô chú mẹ. Ừ. Hôm nay ăn hamburger. Chó quá. Mắc ban người ta chuyên nghiệp lắm cô ơi. Rồi sao nữa? Đưa lên được, coi. Đưa bằng tay lên, ừ. Rồi ăn sao? À. Ăn sao ngon lành coi. Người ta mắc bà người ta ngồi nghiêm chỉnh lắm. Ai mà lúc lắc vậy? Nà. Đó là cái gì? Là cám nè. Nhẹ. Ăn thử. Nói làng hoàng cô chú ăn thử. Thấy vậy nó nhiều không cả nhà? Không. Trời ơi. Con cho rồi ăn. Ừ. Ba không nổi kệ đi đừng ép. Ăn. Không. Ba không ăn nổi bị được luôn. Ừ không. Sao vậy? Chả máu nè. Chả máu. Ây cô. Biết các bạn thấy sao là chấm máu nè. Ba bị làm hết rồi. Đừng có tay lên. Đừng làm vậy, đừng có vậy nha. Đừng có vậy nha. Chấm máu nè. Chấm máu nè. Có được sao? Trời đẹp ba. Cảm ơn con. Trời đất ơi. Sao vậy? Đúng không? Sao vậy ba? Đi nói trọng trọng không à? Ôi trời. Ăn hết luôn nha, chứ không ăn vậy nha. Em ơi. Đi mà. Không sẽ bắp chùm chỗ. Ăn nha. Ba Bi nói làm gì mình bỏ đói Bi á. Bi á rất là dễ ăn, ở nhà quay clip thì cả nhà cũng biết rồi đó, ăn dễ lắm, món nào cũng ăn được mà không có kén nữa. Về Việt Nam món nào cũng ăn được luôn. Được cái xương một chân nào. Ba ăn chỗ này nè, có thịt nè. Hấp chung chỗ đó. Bi mà ai nuôi cũng nuôi được luôn, dễ ăn, dễ uống, dễ ngủ, để đâu ngủ đó. Hồi nhỏ mình đi làm á, mình gửi chị Bảy cả nhà. Có khi gửi qua đêm á. Chủ nhật là chị Bảy nghỉ làm, là thứ Bảy, tối thứ Bảy là gửi xong rồi chủ nhật gửi luôn ngày chủ nhật á cả nhà. Đó, ngủ tối thứ Bảy là vô chỗ ngủ. Hồi nhỏ. Dễ lắm. Ở đâu cũng được. Hồi nhỏ mới sanh ra tưởng đâu bé phì, sợ ăn quá thì háo ăn. Con ta phải đút, phải chạy theo đút rồi phải ép. Còn Bi nữa không? Để tự nhiên, để ta nói trời xanh trời nuôi đó. Nà. Ngon lắm hả? Em ơi, 산에다 두면은 원신 같아.
Nó kiểu này là bỏ đau cũng không chết đói nè. Xin chào tạm biệt cô chú và bài tiếp theo. Hôm nay quá là thằng ở nơi này nè con. Mời mọi người nhé, bye bye. Thôi xin mất kì một chá. Rồi hôm nay mình kết thúc video tại đây thôi. Cả nhà ơi, đăng ký kênh ủng hộ gia đình Chào Anh Family nha. Bye bye. Bye bye.